À, khoan đã em. À, xe này em bán hả? À, cái dàn IZ 12 còn mới quá ha. Cái này thì nguyên chiếc này rồi một gì em? Một hải đăng. Hải đăng hả? Như này mình bán nhiêu tiền vậy? Đầu này đầu 90, nếu mà mình bán là hết nguyên chiếc này là 35 triệu. 35 triệu. Wow. Chạy qua anh kia luôn. Chạy qua anh kia kìa em. Sao vậy? Hả? Biểu diễn sơ vậy thôi hả? À. Chiếc này là 35 triệu là một mới rồi đó. Một này sao đây? Sơn mới đầy đủ. À. Sơn đồ mới đầy đủ. Một hai hiếu. À. Hai hiếu, hai hiếu. Thắng dầu luôn. Từ từ chứ. Từ từ chứ, em làm gì anh quay không kịp. Ấy là coi cái máy này nó ra sao đây. Rồi. TF160 16HB 24R tua. Da băng, mắc gen da băng. Đó, tình trạng máy thì nổ đồ ok, R1 hai hiếu. Dàn IZ12. Này tem còn nước sơn rin luôn nha. Chiếc này anh đòi tổng thể vậy là 35 triệu. 35 triệu các bạn. Rồi bây giờ mình tới mình xem thêm một chiếc nữa ha. Số điện thoại đây phải không? Đây đúng không? 0908 0988 067 627. Gặp anh gì đây? Gặp anh tên gì? Tên là tên Sò Đá. Hả? Sò Đá rồi đó. À sò 0988. Còn cái mọt này là 067. Trong mua là 10 triệu. Mọt đẹp quá ha. Mọt này quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Mọt có 3 thế luôn. 3 thế. À. 3 thế. Đóng lâu chưa? À. Mọt 3 thế. 10 triệu. À. Rồi, mọt ba thế, thùng bọng đồ ngon lành canh đào. Wow. À, hàng ba thế đóng là chất lượng. Wow, rất là chất lượng luôn. 10 triệu. Úi. Rồi, 0988 067 627. Rồi cái này sao đây em? Cái này nguyên sự 7. À. À. Đầu này đâu gì? Đầu 130. 130. À, SS 11. À, bạc đạn hay ba gì? À, bạc đạn. À. Đây là bộ bạc đạn sao xài bộ này ta? Đúng rồi. Đúng là bộ ấy mà. Bộ bọc mới bạc đạn chứ. Không, bộ bọc là khác, bộ bọc à. Là bọc bánh trơn. À. Là... à. À bánh trơn à nắp lồi. Nắp lồi. Rồi nắp cam lồi. Cái này bao nhiêu em? Cái này nếu mà bán sườn với sườn khác đầu khác nó mà bán nguyên bộ này á là đầu sườn là 6 triệu. Đầu sườn luôn là 6 triệu. Đúng rồi. À còn cái đầu không à, cái đầu không rồi, cái đầu không là 3 triệu. Cái sườn 3 triệu. À đầu sườn 3 triệu. Vậy đầu sườn là 6 triệu. Thôi còn cái sườn này, còn cái sườn này là sườn gì đây? IC 80. IC 80 mấy? 3 số dê. Đúng rồi, IC 80 3 dê. À. Còn liền đồ. À, còn liền lạc. Đuôi sới. À. Đủ. Bao nhiêu tiền? Là bộ này là bán 6 triệu. À, 6 triệu. Là đuôi sới là nguyên công lê. À, nguyên công lê luôn. Sên giữa. À, IC 8 hả? IC 80. IC 80 rồi. Còn này là 155 hả? IC 80 cái này. À, không, cái này nè. Bộ xương thôi. À. Đằng này là 105. 105 là sự IZ 10. À. Một là mới đóng IZ 10. Cái này bán nhiêu? À.
Chiếc này bán nhiêu? Mới sơn với mới đóng gì? Mới sơn hay mới đóng? Sơn là vừa... Nói chung gọn nói đẹp. Gọn đẹp là vừa sơn vừa đóng là xong đó. Dọn đồ lại ngon lành đàng hoàng. Là cái một không á. À cái một không. Nguyên bộ đi. Nói chung là nguyên bộ. À nguyên bộ đi cho nó gọn đi. Đầu chưa bung. À. Vàng sườn. Cái đầu 105 chưa bung. Sườn. Sườn là cũng chưa bung luôn. À. Là đầu sườn là chưa bung là bán 40. 40 triệu. Nguyên công lên. Nguyên công. À, vỏ viết đồ đẹp ha. Quay nổ luôn thử coi. Quay nổ thử coi. À, con này luôn. Chiếc này. Con này thì 105 ba dê. À. Đầu ba dê nhưng sườn cũng sườn 10 luôn. À. Là 25 triệu đầu đầu chưa bung luôn. À. 25 triệu. Nguyên công lê. Wow, đã ha. À, một mới sơn. Có ghe một đẹp ha. Con này à, con nghe giờ quay nổ không? Quay quay thử cái đi. Ủa không vừa tay tay. Đây chung cái này mà. Cái này cũng bằng ở kia cũng rồi. Con này là bay dê còn cút kia cút rồi bạc đạn. Cút kia cút bằng bạc đạn chứ. Cút này cút lòi bay dê. Bỏ cũng vừa chứ. Không vừa. Không vừa hả? À vậy hả? Rồi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho ông chủ theo số điện thoại hồi nãy mình quay đó. Chiếc này thì 40. Chiếc kia thì 25. À, sườn này thì 6 triệu. Nguyên bộ này thì 6 triệu. Rồi mọt 10 triệu. À, con kia là 35 triệu. Rồi. 160. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ việc alo ha. Hả? Rồi một ba thế thì bao xà bao rồi, quá đẹp rồi. Một công nhận ba thế làm một công nhận đẹp ha. Chất lượng ha. Rồi, ô thiệt kim kê, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ 0988 067 627. Rồi, mến chào các bạn nha.